cũng như là anh em ekip được ra đây để trình làng một cái sản phẩm mới cho tất cả quý vị, các anh chị và các bạn xem thử. Hôm qua thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì Lý Hải cùng ekip cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay thì tại xuất hiện ở ngoài thủ đô. Và cái điều đầu tiên là Lý Hải cũng như anh em ekip rất là rung, rất là hồi hộp, bởi vì không biết là phía thủ đô phía Bắc mình á, không biết là có đón nhận cái sản phẩm Lật Mặt Một Đứa Ước này không à. Lý Hải xin thay mặt tất cả các anh em ekip cũng như diễn viên có mặt hôm nay, xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm của các bạn, các anh các chị đã dành cho phim Lật Mặt Một Điều Ước, và hy vọng rằng tình cảm này sẽ luôn giữ mãi. Nếu như mà có một cái điều gì tốt hơn, có thể cho Lý Hải xin nha. Các bạn có thể viết một cái review nào đó, hoặc là có thể dẫn người thân, dẫn mẹ, dẫn gia đình đi xem, để Lý Hải muốn lan tỏa cái tình yêu thương gia đình một cách thật là tự nhiên. Xin cảm ơn tất cả các vị các bạn. Và sẵn đây nó còn mới quá, cũng như là phim mình vừa mới xong, thì cho phép Lý Hải hỏi là không biết là bộ phim có được hay không à? Như thế nào à? Ghiền điểm. Dạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thật sự rất là cảm động và rất là hạnh phúc khi mà được mọi người quan tâm, và đặc biệt là mọi người cảm nhận được cái sản phẩm của mình. Đó là một điều hạnh phúc nhất của anh em ekip. Và nếu như ở đây không biết là có một cái bạn nào xin không nói một cái cảm xúc vừa xem cho mọi người nghe được không ạ? À? Quế đi quế. Dạ, dạ. Dạ vâng, ở đây dạ. Anh Hải ơi. Anh Hải. Xin chào anh và ekip ạ. Em không phải là khán giả, em là nhà báo. Dạ. Thì hỏi được không ạ? Dạ, dạ. Vâng. Tiếc quá, đáng nhẽ là phải chiếu hết cái phần bài hát để em xem rằng là ai hát. Thì ekip lại ra mất rồi. Cho nên em không biết là ai hát cái bài hát cuối rap là ai đây ạ? Đây. Hay quá. Dạ, em xin chào cô chú, các anh chị và các anh em đang ngồi đây. Em là Juno Big Boy ạ. Dạ, dạ, em và các bạn của em đã làm bài Dù Con Đã Cũng Lớn ạ. Bạn đã đủ tốt chưa? Bạn đã thực sự quan tâm đến người thân của bạn chưa? Sau khi xem phim này, trong đó có cả em, Chúc Mừng Anh và ekip. Câu hỏi của em là như thế này ạ. Là em xem ấy, thì em thấy rất xúc động. Có lẽ đây là một bộ phim hay nhất trong những cái chuỗi bộ phim Lật Mặt của anh, theo cá nhân em. Nhưng mà có hai chi tiết nhá. Cái này nói riêng với anh Hải, và mọi người biết thế có thể quay đừng đăng trên TikTok hay cái gì nhá. Em hơi thắc mắc này, là cái chỗ chi tiết mà khi mà bà mẹ mất ấy, thì cái anh con trai anh về nhanh quá, chậm lại một tí thì tốt hơn. Bởi vì bọn em sẽ nghĩ rằng là sao mà bay nhanh thế, vừa mới báo là mẹ mất tích thì đã thấy bay về rồi. Anh đấy phải là người bay về cuối cùng, nếu là em chậm lại một tí thì hay hơn. Cái thứ hai nữa là em đó, tức là em nghĩ là mình phải có những cái gì đấy nó có thời gian để cho người ta, có các con kịp bay kịp về, các con vừa thấy bảo mất cái về ngay nhanh quá thì nó hơi nếu là em thì em thấy là nó hơi vô lý tí. Nhưng mà không sao, nó cũng sẽ hợp lý thôi. Nếu mà người ta yêu thì sẽ hợp lý thôi, không sao đâu ạ. Em muốn hỏi là anh thì vốn xuất thân là một ca sĩ, và em thấy là một trong những cái điều phim này em rất thích đó là cái phần âm nhạc. Anh rất là tinh, anh sử dụng nhiều nhạc không lời, và nhiều khi những cái khoảnh khắc không lời mới khiến người ta rơi nước mắt.
Vậy thì tại sao một Lý Hải đã từng thành công với âm nhạc mà lại không dùng âm nhạc, tức là ca khúc đấy? Thường thường rất là nhiều phim gần đây là em thấy là người ta sử dụng rất nhiều ca khúc, vì người ta nghĩ rằng là sau đó sẽ dùng ca khúc để PR này kia trong vị trí truyền thông ấy ạ. Vậy thì tại sao anh lại không sử dụng ca khúc? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là lần trước thì hình như em có thấy anh tiếp cho báo chí ấy, là các con của anh đóng đúng không? Và lần này ra đây thì các cháu học à, hay làm sao mà lại không đưa các cháu ra ạ? Dạ, các bé đang mùa thi ạ. Rất là muốn đi ra ngoài này luôn mà có xin bố mẹ, nhưng mà tại vì ra chỉ có một ngày mà đứa con trai hôm nay, chiều hôm nay thi. Bây giờ anh trả lời câu hỏi của em đi là tại sao cái phần dùng nhạc ạ? Dạ, cái đầu tiên giải thích là lý do mà tại sao mà anh hai về trước. Thì trước, sau khi mà có nhận một cái thông tin thì Lý Hải có một cái hình chèn vô để xuất hiện cho anh hai về, để người ta kêu bằng đốt cháy giai đoạn. Còn lý do tại sao thành phần trong gia đình mà anh hai lại về trước, thì theo về thời gian thì anh hai từ thủ đô bay về Đà Lạt thì chỉ có hơn 2 tiếng đồng hồ là tới Lạc Dương. Còn những anh khác là ở thành phố Hồ Chí Minh, nghèo hơn, đi xe ít nhất phải 6 đến 7 tiếng mới có mặt. Thì Lý Hải đã làm rất kỹ về cái bản thời gian đó rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là về sử dụng ca khúc. Thì đối với Lý Hải thì trong cái bộ phim này, Lý Hải muốn khán giả thấm từng nốt nhạc hơn là lời. Bởi vì có những phân đoạn bà mẹ coi cúc một mình ở nhà, rồi lượm viên thuốc mà không có sự trợ giúp. Bà mẹ một mình khi mà ngồi trước cửa nhà bay cái tờ tấm bức tranh của con mà không có sự trợ giúp. Lúc đó Lý Hải không có xài nhạc, mà lúc đó chỉ có vài tiếng piano tăng rất rải ra để cho mỗi người cảm thụ được một sự cô đơn và cô độc của bà mẹ. Là dưới một cái phân đoạn nữa là Lý Hải không xài nhạc nữa, là sau khi mà những đứa con phát hiện nghi ngờ mẹ ở cái vườn hoa bất tử ở một cái viện dưỡng lão. Thì khi mà chuyển cảnh qua thì từ ao nét cho tới nét hình mẹ thì Lý Hải không để nhạc. Lúc đầu Lý Hải có thử để nhạc nhưng mà Lý Hải bỏ ra, bởi vì Lý Hải muốn lắng vào mọi người, nhìn cái cảnh bà mẹ mình nghe thì tiếng gió vi vu như thế, thấy một bà cô độc như thế, thì mọi người tưởng tượng lúc đó thì nó sẽ sâu hơn là nhạc. Đó là lý do tại sao mà Lý Hải ít sử dụng nhạc ở trong có lời trong phim mình. Và một điều sẵn đây Lý Hải cũng xin khoe nhẹ là cái bạn làm nhạc xuyên suốt cho cái bộ phim mình đó là bạn Khúc Duy Minh, người hồi nãy có lên sân khấu là người rất trẻ, mới có 20 mấy tuổi thôi, và người chính gốc của thủ đô Hà Nội mình ạ. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều và xin phép gửi một cái món quà để làm kỷ niệm. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Đây là món quà, cái áo của bộ phim Lật Mặt 7 do nhãn hiệu Midori tài trợ, mà phía sau đây là có cái hình bức tranh của đây trong phim. Dạ, xin phép xin được tặng lên. Đi đường nào để dọc lên tặng cho chị. Không sao đâu, anh cứ chuyển cho em cũng được anh ạ. Anh không phải lên đây đâu ạ. Không sao, để tặng tay lên cho chị ạ. Anh chị cứ đứng đó đi, đường vô đường tặng cho chị. Rồi. À, các bạn, cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Xin cảm ơn. Xin mừng. Xin phép nha. Ok, anh đưa cho.
Dạ em xin chào đoàn làm phim, xin chào anh Lý Hải, chị Minh Hà cũng như là tất cả các anh chị diễn viên ở đây ạ. Em là Thảo Vi đến từ Đài Hà Nội ạ. Dạ. Đầu tiên em nghĩ là có các anh chị ở đây cũng như em có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều những cái chi tiết mà mình nhớ khi mà mình xem 2 tiếng của bộ phim này. Ví dụ như bạn này ngồi bên cạnh em khóc chắc khoảng 70% của bộ phim, nửa phim. Nhưng mà sau phim thì bạn ấy quay sang bạn nói cho em là: may quá chị ạ, trong phim này anh Thanh Thức không chết nữa. Đấy, và một cái thứ hai mà em cảm nhận đó là anh Trần Kim Hải ở bên ngoài, em không biết phải dùng từ gì để miêu tả về anh, kiểu hơi bad boy, cool ngầu một chút, nhưng mà trong phim lại là thợ hồ, sống cuộc sống rất là gian khổ. Đấy. Và nếu như mà chị Hà Sơn vừa chia sẻ về ca khúc rap ở cuối phim mà anh Juno Big Boy thể hiện rất là nó rất là cảm xúc, thì bản thân em và em nghĩ là mọi người cũng ấn tượng với một cái bài hát nữa mà vang lên ở giữa phim ấy ạ. Thì em muốn hỏi là cái bài hát đấy là của ai, và anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái bài hát mà vang lên giữa phim như thế, bởi vì là em đã nghe cái OST của anh Juno Big Boy từ trước khi em xem phim rồi, nhưng mà em chưa được nghe cái bài hát đấy, và rất mong là cái bài hát đấy có thể xuất hiện trên các nền tảng số sớm nhất để tụi em nghe nhiều hơn đấy. Đấy là một chút những cái cảm nhận rất là nhanh của em sau khi xem phim thôi, còn đâu em biết là mọi người hay là bản thân em vẫn còn rất nhiều cái cảm nhận mà mình về chắc là mình phải suy nghĩ lại nhiều hơn để chia sẻ về phim Lật Mặt với rất nhiều bạn bè của em hơn nữa. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Đây cho phép Lê Hải xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chị Kiều Sơn. Con chào cô Hiền, bà Hai. Thật con ngưỡng mộ vô cùng. Chào Đinh Y Nhung, chào Lý Hải, chào hai vợ chồng. Điều đầu tiên thì cảm ơn đạo diễn, nhưng mà cái điều cảm ơn vô cùng là con cảm ơn cô Hiền. Con không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhất là cũng là phụ nữ, cho nên con hiểu được rằng là khi mà lớn tuổi thì cái việc mà mình làm nghề và mình đóng những cái vai như thế thì vô cùng là vất vả và cực cực. Nhất là anh Lý Hải, anh lại tra tấn u. Trời ơi, trèo đèo lội suối xong rồi là xe lăn đi mà em, con ngồi con cứ thót tim. Thực ra là cái điều đầu tiên đáng lẽ là con muốn nói rằng là cái bộ phim này đã mang đến cho mọi người những cái cảm xúc rất nhiều, những cái điều mà mọi người đang rất cần trong lúc này. Đấy là làm thế nào mà biết sống để yêu thương nhau. Tất cả từ đầu đến cuối bộ phim là đang mang đến cho người ta một cái tràn đầy cảm xúc rằng là cần phải yêu thương nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn. Mà cái điều đấy thì ở trong cuộc sống, trong xã hội bây giờ là một cái điều cần nhất. Cho nên là Triều Xuân cảm ơn anh Lý Hải, cảm ơn bạn Minh Hà lúc nào cũng ở bên anh Lý Hải, cả gia đình. Con cảm ơn cô, cảm ơn cả dàn diễn viên, bởi vì là mỗi người một cá tính, mỗi người một tính cách. Cho nên là mình là diễn viên, mình ngồi mình xem mình cảm thấy rất là sướng. Cảm ơn các bạn, con cảm ơn cô, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là hay. Mai Hiền cũng cảm ơn con rất là nhiều. Đã để ý tới cái khúc mà bà Hai ngày nay hoạt động nhiều quá, thành ra hơi mệt. Bà Hai vận động quá vận nhiều động, à. Bà Hai vận động nhiều quá nên hơi mệt. Cho phép Lê Hải gửi món quà cho chị Xuân và một vị khách hỏi. Thôi để lên cho chị Cà Phê. Không, để chị đi lên. Đây là
cảm ơn mọi người. Đây là chỉ là một bài kỷ niệm thôi. Anh xin phép ấy trả lại cái câu của em hồi nãy đó, là cái ca khúc bức tranh của mẹ, đó là ca khúc bức tranh của mẹ sáng tác. Vẽ lại bức tranh sáng tác của bạn Bim. Thì bạn Bim là sáng tác từ phần 2 cho tới giờ này luôn, phần nào bạn cũng sáng tác, và cũng là nhạc sĩ sáng tác bài Bạn ơi năm ngoái luôn, và ca sĩ thể hiện đó là Bùi. Có đố không? Các bạn có nhận ra không? Đó là ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và Lê Hải Định là một vài ngày nữa sẽ cho cái ca khúc này rộng rãi để mọi người có thể nghe. Cảm ơn em rất là nhiều. Bộ phim hôm nay phải nói là phải kìm không dám khóc, vì đạo diễn và đóng phim này quá là sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày hiện nay, mà bố cũng rất là mong muốn trong gia đình được như vậy, và thấy con đóng phim này cũng rất thành công. Chúc mừng con, chúc mừng thằng Lý Hải. Xem bộ phim thì nó làm cho những người trẻ như em, những người chưa có gia đình phải chững lại một nhịp để tự hỏi rằng là mình có thực sự đang suy nghĩ cho gia đình mình hay không, và bản thân mình đã có yêu thương bố mẹ hay không, và mình đã làm được gì cho chính gia đình của mình. Đấy là cái câu hỏi mà sau khi xem bộ phim xong, thật sự những người trẻ như em phải chững lại một nhịp và để suy nghĩ rất là kỹ. Thì cảm xúc nói chung là nó không diễn tả được bằng lời. Em thật sự rất là may mắn khi hôm nay đã được xem một bộ phim mà nó ý nghĩa như thế. Em mong rằng bộ phim sẽ thật sự rất thành công và lan tỏa được đến các bạn trẻ giống như em. Em cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em mời mọi người nhìn đây ạ. Mọi người ơi, khán giả sao cho em một cái tin nữa nha. Dạ, đúng rồi, chúng ta cùng nhau để tin nha cả nhà ơi. Trời đẹp quá. Dạ rồi, mời mọi người nhìn đây. 2 3. Dạ cảm ơn mọi người. Khoan, chúng ta cùng hô to là lớp mặt 7 một điều ước. Yeah. Dạ. Ok. 2 3. Lớp mặt 7 một điều ước. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.